qua kinh thành mới nha các bạn. Quá đẹp các bạn ơi. Này làm từ hồi khai phá tới giờ các bạn. Cách một bờ sông các bạn ơi. Đây các bạn, cổng đây các bạn ơi. Mình vô cổng phụ chứ không phải cổng chính các bạn ơi. Khá là dày các bạn. Bên trong nha các bạn. Ở đó là ghét mấy cái cây cái đống lại vậy hả? Lạ ha. Ôi, hơi như trong phim ha. Cửa ngăn. Trời ơi, má ơi, rộng quá. Rộng quá. Nhìn thấy là muốn hết muốn đi à. Các bạn, đây là những khẩu súng thành công nha các bạn. Đây là những khẩu thành công ngày xưa các bạn ơi. Xa xưa rồi. Đi giả dò luôn mấy người kia không biết sao. Súng các bạn ơi. Đây là dụng cụ hồ sơ hồi xưa mấy ông vua mình sử dụng nha các bạn. Đây các bạn ơi, bốn khẩu thành công các bạn ơi. Rất là đẹp nha các bạn. Rộng mênh mông các bạn ơi.
Giờ mình bắt đầu mới qua cổng thôi các bạn ơi. Ủa cái đó là nhà, trong đó mới nhà ha anh? Đây là cái đây là ngọ môn lầu Ngũ Phụng. Lầu Ngũ Phụng các bạn. Mình vào qua khỏi ngọ môn lầu Ngũ Phụng thì mình nhìn thấy cái tòa nhà đó là điện Thái Hòa, cái nơi mà để nhà vua làm việc. Dạ, điện Thái Hòa. Những cái khi mà những cái buổi thiết triều là đều diễn ra ở đó. Dạ. Rồi vào trong đó là những cái công trình các cái đền miếu rồi của thờ các cái vị chúa Nguyễn là đều nằm ở khu vực ở trong đó hết. Các cái hậu cung rồi cả cung Diên Thọ dành cho hậu hoàng thái hậu là đều nằm ở phía trong đó hết. Dạ. Khu vực sau đó là khu vực sinh sống và làm việc của gia đình nhà vua. Dạ. Mình sẽ đi một cái hướng mình tham quan vòng bên này. Dạ. Chút xíu mọi người tới đây mình chỉ có sao. Dạ. Các bạn ơi, bữa nay đi tham quan có gặp được các anh lính đang diễn tập các bạn ơi. Anh lính đi tầng các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. View quá đẹp các bạn ơi, rất là xanh nha các bạn.
Tà hữu sơ. Tà hữu